Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn xem kênh NL34 trong buổi chiều nay để cùng theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin chiều nay ngày 10 tháng 11 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An chỉ đạo nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phong Nha - Kẻ Bàng lọt vào top 100 điểm du lịch tuyệt vời trên thế giới. Phần tin quốc tế, tình hình thế giới sẽ chuyển động sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Và bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin chiều nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào chiều ngày 9 tháng 11 năm 2016, tại huyện Đức Huệ, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An tổ chức hội nghị kiểm tra công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và chỉ đạo nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2016 tại địa bàn hai huyện Đức Hòa và Đức Huệ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, việc kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại cần được tăng cường và triển khai đến từng đơn vị, từng địa phương. Qua đó, ông yêu cầu các địa phương phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đặc biệt, đối với các địa phương có tuyến biên giới và tình hình buôn lậu phức tạp, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vào dịp Tết Nguyên đán 2017 sắp tới. Trước đó, báo cáo tại hội nghị cho biết, từ đầu năm cho đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Đức Huệ đã phát hiện, xử lý hơn 340 vụ buôn lậu, bắt giữ 59 đối tượng và thu giữ 32 chiếc xuồng máy là phương tiện vận chuyển. Ước lượng tổng giá trị hàng hóa gần 10 tỷ đồng. Hàng hóa nhập lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại, rượu ngoại, đường cát, đồ điện máy, xe ô tô, mô tô. Riêng huyện Đức Hòa, từ ngày 28 tháng 10 cho đến nay, công an huyện này đã bắt 21 vụ buôn lậu gian lận thương mại, thu giữ trên 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, quản lý 36 xe mô tô, 1 xe ô tô, 1 xuồng máy. Theo nhận định của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu gian lận thương mại vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên, việc phối hợp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn nhiều khó khăn, công tác điều tra xử lý, quản lý các đối tượng còn bất cập. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí, trang thiết bị đảm bảo cho công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại còn nhiều hạn chế. Lực lượng chức năng mỏng so với diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu hiện nay. Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Đức Hòa về thực hiện chỉ số PCI tại huyện Đức Hòa. Các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PCI trong năm 2016 được huyện Đức Hòa thực hiện nghiêm túc, hầu hết đều hoàn thành và hoàn thành tốt. Hiện nay, có 100% đơn vị trên địa bàn tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và xã. Năm 2016, huyện Đức Hòa đã công bố quy hoạch chỉnh trang cụm công nghiệp Đức Hòa Hạ và công bố thị trấn Đức Hòa đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 để doanh nghiệp, người dân nắm bắt các thông tin quy hoạch trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp, người dân nắm bắt thông tin, thực hiện các thủ tục dễ dàng, thuận tiện hơn. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đào tạo cán bộ công chức đạt chuẩn, tăng cường giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài khu cụm công nghiệp. Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn hiến pháp pháp luật một cách chất lượng và hiệu quả. Các hoạt động được tổ chức khá đa dạng như hội nghị, nói chuyện chuyên đề, tập huấn diễu hành, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, làm cho ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, nhằm cổ vũ khuyến khích các cơ quan tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật. Qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của luật pháp trong đời sống và mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền của Đảng và nhà nước ta. Đây là năm thứ tư Việt Nam tổ chức ngày pháp luật trong phạm vi toàn quốc. Theo đó, chủ đề của ngày pháp luật năm nay là nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 11 nhằm ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch, Ban Quản trị Đình Vĩnh Phong, huyện Thủ Thừa tổ chức lễ giỗ ông Mai Tự Thừa, người có công khai cơ lập làng, lập chợ, tạo nên sự phồn vinh của vùng đất Thủ Thừa ngày nay. Vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19,
ông Mai Tự Thừa, quê ở trấn Định Tường, nay thuộc tỉnh Tiền Giang, đến làng Bình Lương Tây, nay thuộc thị trấn Thủ Thừa, khai phá đất đai. Lúc bấy giờ, vùng đất này còn hoang vu nên ông Mai Tự Thừa xây nhà và lập một quán nhỏ bên bờ tay rạch cây gáo. Quán buôn bán ngày càng đông đúc nên ông tiếp tục khai khẩn đất quan lập thành chợ. Chợ của ông dựng nên ngày càng thịnh vượng, dân chúng quy tụ về ngày càng nhiều. Sau đó ông xin tách khỏi làng Bình Lương Tây, lập làng mới tên là Bình Thạnh, lập ban hội tề và cho xây dựng đình làng. Ngày 10 tháng 10 âm lịch năm 1833, trước tình hình loạn lạc, ông Mai Tự Thừa ra đi rồi mất tích. Năm 1886, bà dị của ông Mai Tự Thừa được thờ trong đình Vĩnh Phong, ghi tiền hiền Mai Tự Thừa chủ thị. Ngày 8 tháng 12 năm 1998, đình Vĩnh Phong được Bộ Văn hóa Thể thao công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Tiếp tục bản tin chiều nay sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, các nhà khoa học Mỹ thông báo đã phát hiện thêm 7 chất có thể dẫn tới ung thư, nâng tổng số các chất gây ung thư ở con người lên 248. Trong số 7 chất mới được đưa vào danh sách gây ung thư, có 5 loại virus bao gồm virus gây suy giảm miễn dịch loại 1, HIV loại 1, virus bạch hầu T loại 1, virus Epstein-Barr, virus herpes và virus polyoma, tế bào Merkel. Theo Bộ Y tế Mỹ, thì 5 loại virus này liên quan đến 20 bệnh ung thư như ung thư da không hắc tố, ung thư mắt, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư hạch. Hiện chưa có vaccine cho 5 loại virus này. Xuất hiện trong nhóm chất gây ung thư mới còn có trichloroethylene, hay còn gọi là TCE, thường sử dụng trong công nghiệp để tạo ra hydrofluorocarbon. TCE phân quỷ chậm, dễ dàng phát tán ra không khí, thấm qua đất và nhiễm vào nguồn nước uống. Ngoài ra, carbon cùng với các hợp chất carbon giống dùng làm hợp kim, thiết bị quân sự, pin cũng bị liệt kê vào danh sách nguy hiểm. Để hạn chế tác hại từ 7 chất trên, các chuyên gia khuyến cáo cộng đồng quan hệ tình dục an toàn, không sử dụng chung kim tiêm, chủ động trao đổi với bác sĩ về phương pháp bảo vệ sức khỏe và đi khám định kỳ. Kính thưa quý vị, nằm giữa núi rừng Quang Sơ của trường Sơn Hùng Chỉ, tiềm ẩn trong những khối núi đá dồi to lớn ở Phong Nha Kẻ Bàng là hàng trăm hang động tuyệt đẹp, đã mê hoặc những ai muốn khám phá hang động, nghiên cứu địa mạo, địa chất, đa dạng sinh học. Tạp chí Business Insider của Mỹ vừa bình chọn vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đứng thứ 89 trong danh sách 100 địa điểm du lịch tuyệt vời trên thế giới. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh giá trị về lịch sử, địa chất, địa hình, địa mạo, Phong Nha Kẻ Bàng còn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho những cảnh quan kỳ bí, hùng vĩ. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ẩn chứa bao điều bí ẩn của tự nhiên. Những hang động như những lâu đài lộng lẫy trong lòng núi đá dồi được tạo tác từ hàng triệu năm trước. Một số hang động tiêu biểu ở Phong Nha Kẻ Bàng là động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường, hang Tối, hang Én, hang Kerry, đặc biệt là hang Sơn Đòn, được đánh giá là hang động lớn nhất thế giới với chiều cao khoảng 200m, có nơi lên đến 250m, rộng 200m, chiều dài ít nhất là 8,5km. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Thưa quý vị, trận lũ lịch sử vừa qua tại huyện Đơn Dương đã biến cả một vùng trồng rau trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng trở nên tan hoang. Hàng trăm hecta rau màu bị cuốn trôi hoặc đang héo rũ do ngâm nước lâu ngày. Người dân nơi đây cũng bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp, thu hoạch, vớt vát tài sản khi nước lũ vừa rút bớt. Đây là những gì còn sót lại sau khi trận lũ lịch sử hơn 10 năm qua mới xảy ra tại vùng trồng rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Nước lũ đã rút bớt, nhường chỗ cho những cánh đồng trơ trọi dọc hai bên bờ sông Đa Nhiêm. Tất cả chỉ còn là vườn rau màu xơ xác và héo rũ sau khi bị dòng nước xả lũ của thủy điện Đa Nhiêm quần thảo suốt 2-3 ngày qua. Nói chung là trong vòng 7 sào nhưng mà không biết là có cứu được một sào hay không, còn tất cả là hư hết. Còn cái nguồn thu nhập nhà mình thì chỉ có chừng đây thôi, nhưng mà không biết là từ đây trong vòng 2 tháng nữa thì không biết là như thế nào. Cùng chung số phận với vườn rau màu của chị Tâm, dù được trồng trong nhà kính nhưng vườn bắp cải của ông Trần Đình Quân cũng bị thiệt hại hoàn toàn do mưa lũ. Sau 3 ngày nước rút, ông Quân mới ra vườn và chuẩn bị khắc phục thiệt hại, bắt tay vào sản xuất trở lại. Thì rất thiệt hại, coi như là mất mát hư hỏng về cái hệ thống nhà lưới với lại hệ thống tưới thì nó chỉ mất khoảng cỡ may mắn, số vốn may mắn thì chỉ mất thiệt hại khoảng 30% thôi. Còn cái rau màu thì mất
trắng toàn bộ hết. Thì chẳng hạn như xuống mình thì bữa nay đúng giá của nó, nếu mà nó không ngập bữa nay đúng bán thì có thể là con bùa nó mua tới 8.000 một gốc, hoặc là bình nó là 5.000, thì nó mất trắng hết thôi. Đường Trường là vùng trồng rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Sau ngập lụt do hồ thủy điện xả lũ vừa qua, huyện Đơn Dương sẽ tập trung khắc phục tại các địa phương có diện tích rau màu chịu ảnh hưởng nhiều nhất như xã Lạc Xuân 260 ha, xã Lạc Lâm 100 ha, Cà Đô 110 ha. Đây cũng là những vùng trồng rau trọng điểm của địa phương này. Ngay khi nước lũ vừa rút, các hộ dân đã bắt tay vào khắc phục thiệt hại, trở lại sản xuất. Trên địa bàn xã Lạc Lâm thì chủ yếu là cây rau thương phẩm là cung cấp các thị trường như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Do vậy thì theo tôi nghĩ thì là cái lượng rau là cũng sẽ là cung cấp ra thị trường là cũng có cái sự là thiếu hụt. Thì chúng tôi cũng đang là chỉ đạo cho bộ phận khuyến nông viên và các thôn là điều tra để có cái danh sách cụ thể rõ ràng, và đồng thời là có cái hướng là để đề xuất với các ngành cấp trên là có cái hỗ trợ kinh phí để cho bà con là một phần nào đó để cho bà con yên tâm. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương, tổng diện tích rau màu bị ngập do ảnh hưởng của việc công ty cổ phần thủy điện Hàm Thuận Đa Nhiêm xả lũ hồ thủy điện Đa Nhiêm từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11 là 2.000 hecta, trong đó có gần 740 hecta rau màu bị hư hại hoàn toàn, ước tính thiệt hại cho khoảng 36,1 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều hệ thống thủy lợi, đường giao thông, nhà ở, hệ thống lưới điện cũng chịu hư hỏng nặng do mưa lũ. Chúng tôi đang tập trung để chỉ đạo cái việc và tổ chức kiểm đếm, đánh giá các thiệt hại của nhân dân trong quá trình sản xuất, để thông qua đó sẽ đề xuất những cái cơ chế chính sách để giải quyết và hỗ trợ một phần nào đó khó khăn, giảm bớt khó khăn cho nhân dân. Vấn đề thứ hai là tập trung để chỉ đạo sản xuất để bảo đảm về các cái kế hoạch sản xuất trong năm cũng như là của vụ đông xuân, đồng thời là tích cực để tập trung vào sản xuất ở những cái diện tích mà bà con nhân dân mới sản xuất vừa rồi. Về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt trong thời gian tới, huyện Đơn Dương đã bố trí ngân sách dự phòng để sửa chữa 3 công trình thủy lợi trọng điểm với kinh phí là 2,55 tỷ đồng. Huyện cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ một phần thiệt hại cho người dân có diện tích hoa màu bị hư hại hoàn toàn do thủy điện xả lũ với kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, huy động lực lượng địa phương cùng nhân dân nhanh chóng khắc phục diện tích bị thiệt hại nhẹ và thu gom rác thải tàn dư thực vật để sớm phục hồi sản xuất.